Ok, thầy record cái video để cho các con thể xem lại được. Rồi, Linda đã làm xong rồi. Bây giờ Linda làm y hệt như thế với một tờ giấy nữa. Linda, con làm y hệt như thế với một tờ tờ giấy thứ hai. Lucy cũng vậy. Lucy cũng làm như thế với tờ giấy thứ hai. Good, Phú. Phú làm được rồi. Bây giờ Phú lại làm giống như vậy với tờ giấy thứ hai đi con. The second paper. Hai Khánh Khánh Vân, con làm đến đoạn nào rồi? Con gấp đôi tờ giấy của con lại đi. Good. Xong bây giờ con gấp đôi tờ giấy lại rồi. Xong bây giờ con lại mở ra, xong con gấp cho hai cái cạnh của tờ giấy chạm vào nhau ở giữa tờ giấy để cho tờ giấy của con thành bốn cái cột. Good. Wow. Ok, Khánh Vân. Khánh Vân đã làm được rồi. Con chuẩn bị đợi cho cô làm bước tiếp theo nhé. Good job, Khánh Vân. You did really well. Lucy, good job. And she also did it. Yes. How's going, Minh Trang? Con làm đến đoạn nào rồi? Dạ, con làm đến đoạn này. Cái đoạn Wow. này. Yes. Good. Con dơ lên cho thầy xem lại một xíu nữa. You show in front of the camera. Yeah, bây giờ con làm y như thế với tờ giấy thứ hai của con đi. Con làm với tờ giấy thứ hai của con. Đúng rồi, con làm giống như vậy. Good. So there should be four columns, and after you're done folding it, you're gonna have to fold up the bottom just a little bit. Yeah. You can stop here. Okay. Đó, các con thấy là cô Tiffany cô gấp một xíu ở phần ở dưới này. Đức Phúc thử giơ lên cho thầy. Thầy không nhìn được camera của Đức Phúc nên là thầy không biết Đức Phúc làm được. Đúng rồi, tuyệt vời Đức Phúc. Con làm như thế với tờ giấy thứ hai nữa. Con làm hai tờ giấy giống nhau. Sau đó con gấp một chút phần dưới của tờ giấy. Con gấp lên. Thầy ơi, một chút xíu thôi đúng không thầy? Khoảng tầm hai đốt ngón tay của con á. Nếu mà tay con nhỏ thì con đúng rồi, khoảng hai đốt ngón tay của con. Đây con Đúng to thầy rồi, ơi. Khánh Vân. Good job, Khánh Vân. Tay con to. Đây con to. To như voi. Hai đốt ngón tay thôi mà. Hai đốt ngón tay được đấy. Con phải remove cái background Đức Phúc ạ, không là thầy không nhìn được bài của con. Wow. Linda đã xong rồi. Ok. Con gấp lên. Lucy gấp lên. Cho thầy xem nào. Đúng rồi, tuyệt vời. Cherry. Ủa là tờ giấy thứ nhất hay tờ giấy thứ hai vậy thầy? Đây là tờ giấy thứ nhất nhá. Không, tờ giấy thứ hai thì các con. So the second paper, you fold it, fold the bottom and the top. Tờ giấy thứ nhất thì con gấp một lần thôi, ok? Con gấp ở phần dưới thôi. Còn tờ giấy thứ hai thì con cũng làm như vậy, nhưng mà con gấp cả ở trên cả ở dưới, ok? Bây giờ sang tờ giấy thứ hai thì con gấp cả ở trên cả ở dưới. Con nhìn tờ giấy thứ hai nhé. Ok, tờ giấy thứ hai cô làm giống như tờ giấy thứ nhất nhưng mà mình sẽ fold, mình sẽ gấp cả phần trên cả phần dưới. Còn tờ giấy thứ nhất thì con chỉ gấp ở phần dưới thôi. Ok. For the second one, you're going to do the exact same thing, but you're going to fold the bottom and the top this time. Hi Trini. Say hello teacher. Hello Trini. Bây giờ Trini lấy cho thầy hai tờ giấy, Trini gấp cho thầy như thế này. Con gấp như là một cái cánh cửa, thầy chia tờ giấy thành bốn phần cho thầy.
Xong rồi con gấp ở dưới một chút và gấp ở trên một chút. Con lấy hai tờ giấy nhé. Thầy ơi, nó có cần phải đều không thầy? Có, con làm đều cho thầy. Trời ơi, con khó để làm đều lắm. Thì con đặt hai tờ giấy lên nhau. Quỳnh Vân, thầy chưa nhìn được Quỳnh Vân này. Trinh Si phải remove cái background thì thầy mới nhìn được Trinh Si. Đúng rồi, Khánh Vân. Good. Khánh Vân and your sister, is it? Oh, your friend? Mm-hmm. Wow, nice to meet you. Đúng rồi, Đức Phúc, con gấp tờ giấy thứ hai y hệt tờ giấy thứ nhất, nhưng mà cái tờ giấy thứ hai con gấp, con thấy hai tờ giấy của cô Tiffany hơi khác nhau một chút, là tờ giấy thứ hai cô gấp ở phía trên ở dưới, còn tờ giấy thứ nhất thì chỉ gấp ở dưới thôi, gấp cái đường ngang đó. Phải đều nhau luôn đúng không thầy? Đúng rồi, đều nhau là tốt nhất đấy. Trời ơi, sao con làm đều nhau được đây thầy ơi? Con chập hai tờ giấy với nhau xong con gấp một lúc hai tờ giấy. Ở trên đó thầy. À. Ở trên cũng không. Khó đó thầy. Con không cần gấp xác đi đều nhau, con không cần gấp chính xác. Quá chính xác là đều nhau cũng không sao hết nhé. Nếu mà đều nhau thì sẽ đẹp hơn. Nên thường thì thầy gập, thầy để hai tờ giấy lên nhau xong thầy gập một lúc hai tờ giấy luôn thì sẽ đều nhau luôn đó. So when you guys are done folding, you can give me a thumbs up so then I know when to move on. Ok, Leo cũng xong rồi này. Good job Leo. Leo gấp cho thầy. Rồi, good. Leo and Minh Trang. Khi nào các con xong thì cô bảo các con là thăm dắp, tức là các con giơ ngón tay cái lên á. Yeah. Các con thăm dắp cho cô. Good. Bây giờ cô Tiffany sẽ tiếp tục nhé. Now we're going to start drawing. So you're going to take the paper that you only folded one of the bottom. So when you fold the one that you folded at the bottom, you're going to take that and we're going to draw the background. Okay. So cô Tiffany vừa mới nói với các con là các con lấy cái tờ giấy thứ nhất. Sau đó các con vẽ cái background, các con xoay cái đường gập ngang lên phía phần trên nhé. Và các con vẽ, các con chúng mình vẽ, chúng mình không vẽ vào cái đường ngang nhé. Ok. Chúng mình vẽ phần dưới thôi. Bây giờ chúng mình sẽ vẽ một cái background, vẽ một bức. Các con có thể thoải mái sáng tạo nhé. Các con lấy bút chì, các con vẽ. Như cô Tiffany thì cô vẽ một cái mặt trăng rất là to để có các cái đám mây, và có một bạn thỏ đang cầm cái bánh trung thu. Các con thoải mái sáng tạo cái hình của các con. Ok. Linda bắt đầu vẽ nha thầy. Cái thứ nhất hay cái thứ hai vậy thầy? Cái thứ nhất đấy con. Nhưng mà con đừng vẽ. Con đừng vẽ vào cái phần mà gấp nhé. You guys can draw anything you want. It doesn't have to be exactly like mine. But you don't draw on the top part where we fold it because we're just going to cut that off later. Chúng mình đừng vẽ lên cái phần gấp ngang, bởi vì tí nữa chúng mình sẽ cắt cái phần đấy đi. Con xoay, Lucy, con xoay cái phần gấp ngang lên trên. Con xoay tờ giấy đi, con xoay để cho cái phần gấp ngang lên phía trên. Rồi, đó, xong bây giờ con vẽ. Con đừng vẽ vào cái phần gấp ngang nhé, vì tí nữa mình sẽ cắt đi. We're gonna cut it off. Bây giờ Linda vẽ cho thầy một hình mà Linda thích. Con không cần phải vẽ y hệt như cô Tiffany nhé. So you can think of anything you want to draw. So it could be your favorite animal maybe, or your favorite food.
You can think of a different scenery to draw as well. Oh, các con có thể vẽ một một cái background có đầy đồ ăn này, hoặc là có những có các con có thể vẽ một khu rừng này, hoặc là các con có thể vẽ một cái bầu trời như cô Tiffany này. Trang có thể vẽ vẽ một đàn cá đang bơi giống như tường con kìa. Phía sau tường con có một đàn cá kìa, đúng không? Có thể vẽ biển cũng được. Có thể vẽ dưới lòng biển cũng được. Các con thoải mái sáng tạo nhé. Thầy thích xem các cái ý tưởng sáng tạo của các con. Nhưng các con đừng vẽ quá nhỏ nhé. Thầy ơi, con lỡ vẽ mình vẽ nhỏ mà không phải là nhỏ quá đó thầy. Các con thử cho thầy xem. You can turn on the camera so. Cái camera con nó cứ tự tắt hoài, không biết xem thầy. Con phải vẽ một tờ giấy thứ nhất con ạ. Đấy là tờ giấy thứ hai con, đúng không? Thế à, tờ giấy thứ nhất thì con chỉ gấp một cái thôi, con không phải gấp hai. Ôi trời ơi, con lỡ rồi. Không sao, không sao. Thế bây giờ con cứ vẽ đi, nhưng con đừng vẽ vào phần gấp nhé. Thế thì Đức Phúc mà không biết vẽ gì thì Đức Phúc vẽ giống như cô Tiffany cũng được. Con vẽ một cái mặt trăng này, rồi đám mây. Không sao hết, Cherry. Con vẫn đang làm tốt. Ok, Khánh Vân and what is Khánh Vân's friend's name? Celine. Oh, Helene. Celine. Celine. Okay. Celine. Celine. Okay. So, I'm here. Wow. You guys are amazing, Celine. So when you guys are drawing, remember to draw lightly. So if you make a mistake, you can erase it. Try not to draw too dark, so just press lightly with your pencil. Cô bảo là các con, nếu mà các con vẽ thì các con vẽ từ nét nhạt trước, sau đấy mình phải ấn đậm dần. Để khi mà chúng mình có vẽ sai, chúng mình dễ tẩy hơn. Okay, we draw lightly first. Chị Si, con làm đi, xong con lại giơ lên cho thầy. Con vẽ đi. Con có thể bỏ cái background ở trên Zoom đi thì thầy sẽ nhìn được bài vẽ của con. Bạn Thỏ, bạn ấy đang cầm cái gì đó này. Holding something. So I drew my rabbit holding a giant moon cake. So you can draw your rabbit holding a carrot maybe, but I made mine holding a moon cake. Oh yeah, that's a good idea. Các con có thể vẽ bạn thỏ holding cái cục carrot. Còn của cô Tiffany là đang bạn thỏ đang holding cái moon cake, cái bánh trung thu đó. Bạn đang cầm cái bánh trung thu. Phúc có thể vẽ giống như cô Tiffany nếu mà con chưa nghĩ được ý tưởng này nhé. Wow, how's this Twin Ben? How's going? And Harry Mochi? And inner coach. You can rename inner coach. Oh, của Cherry đã xong rồi này. Con bỏ cái phần gập ở trên đi. Con bỏ cái phần gập ở trên đi. Không, con đừng cắt, mà con mở lên. Con đừng cắt mà con mở ra.
Đúng rồi, con mở nó ra xong con có thể vẽ lên phía trên đấy một chút nữa. Hay Diệu Hương. Thầy ơi, mình có thể vẽ dưới đây cũng được hả thầy? Đúng rồi, con vẽ ở bên trong đấy. Yeah, I can see Quỳnh Hương now. Quỳnh Vân. So try to cover up as much space as you can. So by doing that, you can try to draw bigger. Diệu Hương, con lấy cho thầy hai tờ giấy, sau con gấp cho thầy thành bốn phần đó trên cái tờ giấy. Sau rồi chúng mình sẽ vẽ một cái background lên trên đó. Con có thể vẽ bất kỳ cái gì con thích nhé. Kia có thể vẽ bạn Elsa or any character you like. Oh, look at Lucy. Lucy còn tô được màu rồi này. Good job, Lucy. Con có cái bút màu đen, bút dạ màu đen không? Con có thể vẽ lại đường nét, cái nét bằng cái bút dạ màu đen. Tí nữa chúng mình sẽ tô lại cái nét bằng cái bút màu đen nhé. Con có bút bi hoặc bút dạ màu đen. The black pen or black marker. So we refine the outline with the black pen. Chúng mình sẽ vẽ lại cái nét bằng cái bút black pen. So when you guys are done drawing, you guys can show us. And then afterwards, you can outline with a black pen. And then we can color afterwards. Khi nào các con vẽ xong, các con giơ lên cho cô Tiffany xem nhé. Lucy có bút black pen không con? Everything good, Celine and Khánh Vân. Cherry, xong con lấy bút dạ màu đen hoặc là bút marker. Con tô cho thầy cái nét của con. Con không có bút dạ màu đen thầy ơi. Thế con có bút gì đậm thì con tô lên. Con thể dùng bút chì, con ấn mạnh tay hơn, con tô nét đậm lên. Ok. Bây giờ cô Tiffany sẽ tô bằng cái bút black pen này, cô tô nét màu đen lên này. Yeah, Leo xong thì Leo rơi cho thầy nhìn nhé, Leo. Thầy ơi, mình có thể dùng màu khác được không thầy? Hoàn toàn được con Cherry. Con đến đoạn nào rồi Thủy Tâm? Con vẫn đang vẽ ạ. Thầy thích các ý tưởng của Thủy Tâm. Chin Si, bây giờ con tô nét đi. Các con đừng vẽ nhỏ quá nhé. Tí nữa chúng mình vẽ to thì chúng mình tô màu dễ hơn. Hello, Phương Anh's grandma. Con đến đoạn nào rồi Nu? No.
So when after, if you guys start coloring already, you can try to use bright colors. So like red, yellow, blue, and try to use color in the lines. So try to stay in the lines and try to color everything. So don't leave any white gaps in between your coloring. Yeah. Con Đức Phúc con vẽ xong nét rồi thì con tô màu cho thầy. Ok. Nhưng mà con tô thì con tô bên trong cái đường outline con vẽ nhé. Con đừng tô bị lem ra ngoài nhé. Bây giờ Đức Phúc lấy màu. Con có thể dùng bút chì màu, con có thể dùng bút dạ, con có thể dùng bút sáp. Những cái màu mà con có để con có thể tô màu cho bức tranh của con nhé. Giống như Lucy đang tô đó. Lucy, nếu mà con muốn tô vào bên trong cái nét đẹp thì con nhớ gọt bút chì cho thầy. Con sharpen cái bút của con. Con gọt một chút thì con sẽ dễ tô hơn đấy. Phúc tô màu xong thì Phúc có thể dơ lên cho cô Tiffany và thầy xem nhé. Wow. Chi Si có thể vẽ cái bức tranh giống như là cái background của con đấy, có cây dừa này, có núi này, có nước này, nước biển này. Cherry con đến đoạn nào rồi? Con tô màu chưa? Hải Lý. Sau khi chúng mình vẽ nét đen lên trên bức tranh, cái background của con, rồi các con erase cái outline bằng bút chì, cái đường bút chì đi. Cái anh này là em của cô sếp của mình, ở Canada, Hai Dan. Hai anh này. Yes. Con có chất lít nhưng mà con để ở nhà rồi. Con có gì? Chất lít đó thầy, màu marker. Không sao, con sẽ tô màu sau cũng được. Khi nào con về nhà thì con tô. Con ở nhà bà hả? Yeah. Con bảo em đừng vẽ lên tường nữa nhé. Con bảo bà là bà đợi con vẽ đẹp và con sẽ vẽ một bức tranh lên tường cho bà. Vẽ nốt, hoàn thiện nốt bức tranh. Dở dang. Bây giờ con, nếu mà con không có màu thì con có thể vẽ thêm các cái vật thể trên bầu trời con. Wow, Linda có được nhiều hình đẹp quá. So if you guys finish outlining, you should also take an eraser to erase the pencil outline. So when you're coloring, you won't see the pencil afterwards. Thầy ơi, cô Lan yeah. Là ai vậy thầy? Con bảo gì? Cherry? Cô Lan đó thầy, em nói tiếng Anh đó. Cô Tiffany, cô hiểu được tiếng Việt đấy, con nói đấy. Nhưng mà cô không nói được tiếng Việt. Cô nói được ít ít thôi nên con dạy cô tiếng Việt thì ok. Còn con nói tiếng... Cô ở đâu vậy? Cô ở Canada. Yeah. Thầy cũng vậy hả thầy? Thầy cũng vậy. Chỗ của thầy đang buổi sáng này, đang là lúc
8 giờ sáng, 8 rưỡi sáng. Bao giờ hết dịch thầy về Việt Nam thầy sẽ gặp Cherry. Đúng rồi, thầy sẽ bay vào đấy. Thầy gặp con nữa, con thầy thấy cái cửa nào mà màu mà làm bằng sắt đấy, mẹ mở trên cái gai thầy vô đấy là gặp con liền. Thế hả? À? Nhưng mà có biết bao nhiêu cái cửa bằng sắt? Là nói hết dịch thôi thầy ơi. Đúng rồi, nên các con phải cẩn thận. Còn mấy cái gai ấy. Con phải tô màu cho cái cửa của con thì thầy mới biết được đấy là cửa thiên nhà thiên ân. Mà bài bè, mẹ quay, mẹ thấy thầy. Thầy ơi. Thầy đây con. Mà nó có một cái hình một cái máy ở ngoài ấy. Ok. Ấy. Wow. Nhà to nhất hả? Các con tô màu xong các con show in front of the camera, ok? Nu ok không con? Celine and Khánh Vân, almost done. Ok, no problem. Take your time. Đức Phúc đã xong rồi hả? Con xong cả phần tô màu rồi Đức Phúc. Con làm cái khác hả? Con làm giống bạn. Con có thể vẽ bạn Little Girls với một rất nhiều ngôi sao giống như cái background của con á. Bà ấy đang thả sao hả? Lên bầu trời. Con đừng nhìn gần tờ giấy quá nhé, che Linda. Thôi thầy ơi, để tí nữa tô màu luôn. Hết bài tô màu luôn đỡ hơn á thầy. Đúng rồi, con rất là thông minh, Harry. Nhưng mà con cũng được, con để dành con tô màu sau cũng được. Bạn mời có tô màu nhiều rồi, bây giờ mở tay luôn á thầy. Cô Lam có Tiffany sinh ở đâu kìa? I was born in Canada. She's asking where I was born. Right? Cô bảo là cô sinh, cô đẻ ở Canada. Vậy cô mấy tuổi rồi thầy? I'm 18. 18? Cô bảo. Cô bảo là 18 sao? Can you say again, Tiffany? I'm 18 tuổi. Con thấy cô nói hay không? Dạ không, con không biết nói tuổi gì luôn. I'm 18 years old, tuổi. But I'm turning 19. And I turn 19 next month. Con không biết cô bao nhiêu tuổi thật luôn. Cô là cô 18 tuổi, cô chuẩn bị sang tuổi 19 đó. Còn con có muốn biết tuổi thầy không? À, muốn thầy. Thầy 37 tuổi. Trời lớn hơn mẹ con 1 tuổi. Con mới 36 tuổi à. Oh really? Thầy ơi, sao nhìn thầy trẻ quá thầy ơi? Tại vì thầy dạy các con mà, nên là thầy như thầy thầy có nhiều bạn trẻ nên là thầy trẻ theo. Thầy à? Tưởng thầy mới 26 chứ. Wow. Thầy trẻ hơn cả em nữa. Ủa
Nhìn thầy trẻ hơn cả em nhưng mà thực tế là em trẻ hơn thầy. Thật à? Dạ em mới 31 à. Oh, wow. Đây là cháu của em. Cháu. Phương Anh là cháu chứ không phải con. Ồ oh, thế hả? Thế yeah. một thời gian nữa thì Phương Anh với cả gì nhìn giống như hai chị em đấy. Dạ. Yeah. Các con tô màu xong các con dơ lên cho thầy xem nhé. Oh, Leo con dơ gần. You show the in front of the camera closer, Leo. Con show gần hơn một chút nữa. Rồi, rất đẹp. Con dơ sang bên trái. Rồi, wow. Tuyệt vời con. Con nhớ tô ở bên trong cái đường vẽ nhé. Con đừng tô ra ngoài nhé. Thầy ơi. Yeah, Cherry. Con hỏi bao nhiêu tuổi rồi thầy? Con hỏi thầy hay hỏi cô? Con hỏi thầy á thầy. Thầy 37 tuổi. Không, hỏi con thỏ trên bức hình á thầy. À, con thỏ làm sao mà thầy biết được? How I know? Con thỏ này chắc là khoảng tầm 3 tuổi ha. Con nói đùa thôi thầy ơi, không phải nói thật đâu. Yeah, con rất là funny, Cherry. Vì sau khi chúng mình tô cái bức tranh đầu tiên rồi thì chúng mình sẽ cắt cái phần phía trên đi nhé, cái phần ngang đó. Ok. Oh, Celine, anh Khánh Vân, con đang ở nước nào? Con có đang ở Việt Nam không? Luxembourg. Oh, wow. Là ở đâu vậy thầy? Luxembourg là ở châu Âu đúng không con? Đúng rồi, bạn ấy ở châu Âu đấy. Chúng mình có Lucy ở Pháp này. Có Celine và Khánh Vân ở châu Âu này. Bây giờ là sáng. Còn bên này là tối. Yeah. Con... Tối vậy bên đó là ngày bao nhiêu thầy? Bên chỗ thầy vẫn là đang là ngày 19. Sáng ngày 19. Con tối này, thầy đang ở sáng ngày 8 chứ thầy? Chỗ thầy đang là sáng đấy. 8 giờ là thầy là tối là 7 giờ mấy đúng không? Đúng rồi. Là thầy trước Việt Nam bao nhiêu, thầy sau Việt Nam bao nhiêu tiếng? Thầy sau Việt Nam 11 tiếng. Wow, Linda. Linda chơi dạy cho thầy. Đẹp thế, Linda. Wow, I rất là một butterflies. The butterflies in the heart. That's very cute. Tuyệt vời, Linda, con nhớ vẽ cái mắt của bạn ấy bằng màu đen đi. Bằng nét màu đen đi con, mắt của mặt trời đó. That's that. Yes, the eyes. Rồi, con tô. Hả? Mặt hơn. Còn trước hơn gì của con ở bên Iceland nữa. Đúng là thầy quá trước luôn á. Thầy ở Canada mà. Đúng rồi. Cũng đỡ hơn bên chỗ gì con chứ. Ừ. Con ở Việt Nam con phải cố gắng con uống nhiều nước cam, uống nhiều hoa quả và để con khỏe hơn nhé. Dạ thầy ơi, bạn Cherry sống ở đâu vậy thầy? Cherry con nói chuyện với Minh Trang này. Minh Trang hỏi con đang sống ở đâu á? Bạn ở đâu? Việt Nam thôi. Nhưng con ở đâu Việt Nam? Ở thành phố Hồ Chí Minh, giống như là không phải là ở trung tâm, ở Sài Gòn. Ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi nào hết dịch thì con có thể gặp bạn, làm quen, gặp bạn Minh Trang nhé. Ở gì bạn Minh Trang ở đâu? Minh Trang ở đâu con? Dạ con đang sống ở quận 4.
Xa quá, xa quá thầy ơi. Con ở quận Tân Phú. Xa luôn thầy. Yeah. Quỳnh Vân đến đoạn nào rồi? Để cho thầy nhìn của Quỳnh Vân mấy cả Nu một xíu. Cherry, tên thật của bạn là gì vậy? Oh, rất là đẹp Quỳnh Vân. Con có ý tưởng tuyệt vời đấy Quỳnh Vân. Cảm ơn thầy. Very cool. Em chỉ tưởng đi ra mà em chẳng biết em nghĩ gì nữa. Rất là đẹp, rất là độc đáo đó Quỳnh Vân. Vâng, em xin cảm ơn. Thầy ơi, tên thật của bạn Cherry là tên gì vậy thầy? Bạn Cherry là tên thật thầy của ơi, thầy đừng nói thầy ơi, thầy đừng nói thầy ơi. Thầy có biết đâu, thầy không có bao giờ con để tên thật đâu. Con là áo phải sợ rồi thầy ơi. Áo trắng. Ok, bây sau khi các con tô màu xong thì chúng mình sẽ cắt. Tiffany, you can move on a bit. Okay. Yeah. So after we finish coloring, you're gonna take scissors and we're gonna cut the top that we folded at the beginning. And we're gonna save that for later because we're gonna glue the two sides together using that. Thầy ơi, thầy thấy các bạn mới làm luôn phần 2 đúng không thầy? Đúng rồi, chữ làm luôn phần 2 đó. Bây giờ các con tô màu xong các con sẽ cắt cái phần gấp ngang á, các con cắt ra. Ở phía, đúng rồi, xong con để bên cạnh để tí nữa mình dùng cái tờ giấy thừa đấy mình dính hai cái cạnh lại với nhau để cho cái đèn lồng của mình thành hình vuông đó. Con đợi các bạn một chút nhé, chúng mình sẽ cắt ra. Linda đã cắt được rồi đấy. Ok Linda. Con để cái background để thầy không nhìn được con Khánh Linh ạ. Thầy, thầy, con đây mà. À, ok. Đức Phúc đã tô hết được màu chưa con? Con đưa thầy là chưa ạ? Sau buổi học thì thầy sẽ gửi cho các con cái video nữa để cho các con thể xem lại, các con làm lại nếu mà mình chưa làm kịp hoặc là mình vào lớp muộn nhé. Nên các con đừng lo nhé. À, con cắt xong. À, Lucy con cắt đi. Con tô được màu xong rồi. Rất là đẹp Lucy. Bây giờ con sẽ cắt cái phần cái đường ngang, cái đường gấp ngang của con cắt đi. Rồi. Con cắt cái đường đấy. Nhà yeah, con cắt cái phần trên đấy. Con cắt theo cái đường ngang đó. Con cắt theo đường gấp ngang. Đó, con cắt đi. Con cắt thẳng. When you guys finish cutting, you guys can show me or you can give me a thumbs up, then I'll show you what to do next. Các con vẽ xong các con thumbs up cho cô Tiffany biết là các con đã xong nhé để cô tiếp tục cô chuyển sang phần tiếp theo. Wow, Lucy đang bức tranh của Lucy rất đẹp này. Good job, Lucy. I love your characters you drew. They're so cute. The character. And you drew the sun as well and the tree.
Con vẽ là hai bạn thỏ đang đi với nhau hả? Đang cầm tay nhau hả? Yeah, Quỳnh Vân. Cô Tiffany lớn hơn chị con. Thế chị con có học với con không Quỳnh Vân? À, chị con à? Uh-huh. Không, chị con là riêng rồi. Con vẽ đến đoạn nào rồi Quỳnh Vân? Con tô màu chưa? Con thì tô màu. Con vẫn đang vẽ chắc là khoảng 10 phút nữa con sẽ hoặc là con không biết. Thế con có thể tô màu sau cũng không sao hết. Yeah. Con cứ vẽ xong rồi con cắt cái phần đường ngang nhé. Con cắt phần trên đi. Yeah. Ở tờ giấy thứ 2, Linda, con sẽ nghĩ cho thầy ý tưởng là con vẽ cái tờ giấy thứ 2 đó. Con cắt tờ giấy thứ nhất đi. Con để bên cạnh tờ... À, chưa, tí nữa con gấp lại cái tờ giấy thứ nhất đã, xong rồi mình mới sang tờ giấy thứ hai. Con đợi cô Tiffany một xíu. Đúng rồi, con để tờ giấy như thế. Yeah. Hồi nãy con mới bị thoái ra luôn á thầy. Con cắt cái phần trên đi. Con cắt chưa? Dạ chưa, phần trên là phần nào thầy? Cái tờ giấy con thấy cái đường gấp phía trên không? Dạ, đó, thầy. Con đúng rồi, con cắt đi. Con cắt cái phần đấy ra. Còn phần dưới con để nguyên nhé. Con đợi các bạn một chút nhé Linda. Linda đợi các bạn một chút. Trước khi mình sang tờ giấy thứ hai thì chúng mình sẽ phải gấp cái tờ giấy thứ nhất. À, chúng mình dính hai cái mép của tờ giấy để làm sao cho tờ giấy thành hình vuông đó, giống như cái đèn lồng. Con gấp lại, gấp để cho hai cái mép đấy nó chạm với nhau. So you're gonna need glue for this. So if you don't have glue, you should get glue or tape. Yes. Chúng mình gấp làm sao Linda, chúng mình gấp làm sao cho cái hình nó xoay ra ngoài nhé. Mình không gấp cái hình nó xoay vào trong. Thầy có cắt ở đây đúng không thầy? Đúng rồi, tuyệt vời. Good, con đã xong rồi, con đợi các bạn một chút. Hình số 1 của con sao thầy ơi? Uh-huh. Cái hình số 1 của con á, trong phòng cái... thầy. Thầy ơi, cắt cái... nào thầy? Con cắt cái đường ngang của con đi, con giơ tờ giấy lên xong con cái đường gấp ngang đấy. Leo cắt cái đường gấp ngang của con. Tờ 1 hay tờ 2? Tờ 1 đấy con, cái tờ mà con vừa vẽ đấy. Ủa vậy con lỡ làm rồi sao phải làm tờ số 2 mà con không phải là làm tờ số 1? Con cắt tờ thứ 2 hay tờ thứ 1? Con cắt số 2. Thế con bị nhầm rồi Cherry. À, con đang vẽ lên tờ số 2 hả? Ờ. Thì đúng rồi. Thế bây giờ con biến tờ số 2 thành tờ số 1 thì xong rồi tờ số 1 lại biến thành tờ số 2. Thế bây giờ tờ số 1 của con lại gấp thêm cái đường ngang phía trên nữa. Ôi trời ơi. Trời ơi thầy ơi. Yes. Tờ nào là số 1, tờ nào là số 2? Oh, tờ nào mà tờ bên tay trái của con là số 2. Tờ bên tay phải là số 1. Con cắt tờ số 1 ạ. Ok. Leo vẽ hình lên cả hai tờ luôn rồi. Leo vẽ nhanh thế. Wow, tuyệt vời. Linda đã xong rồi này. Good, Linda. Linda, con có thể dơ lên cho các bạn không? Để các bạn biết được là... Đó, con dơ, con xoay xung quanh để cho các bạn thấy là con đã gấp cái tờ giấy thành hình vuông rồi này. Ok. Rất là đẹp, tí nữa. Wow, thầy nhìn thấy bạn butterfly đang rất là đang bay lên trên mặt trăng mặt trời này. Đúng rồi, xong con gấp đi. Con gấp xong con. Ừ. Đấy là tờ số con đã cắt từ đúng không? Con gấp thành hình, con gấp theo cái nếp gấp ấy. Con gấp cho nó chạm với nhau, hai cái mép giấy chạm vào nhau. Xong dùng sau đấy con dùng cái giấy thừa con vừa cắt ra để con dính ở phía đằng sau đó. Con hiểu rồi ơi. Ok, bây giờ con gấp làm sao cho hai cái mép giấy nó chạm vào nhau đi. I can play the video, then rewind it afterwards too. Yes. Bây giờ con xem cô Tiffany nhé. Con xem cô Tiffany này.
So using that extra paper you had on the top, you're going to mark out how long your paper is, and you're going to cut that so that it fits. Cô đánh dấu cái chiều dài của tờ giấy này. Đánh dấu ở chỗ nào thầy? Tại ghế này mình có mờ quá. Thầy ơi thầy, có con vẽ hình nền không bạn? You're muted. Your microphone is muted, Sui. Sorry, thầy quên mất thầy để mute. Con không cần phải vẽ hình nền đâu, Đức Phúc. Thầy ơi, vậy là cái này là sao phải gấp đôi? Rồi. Không, con nhìn làm sao mà cho nó có, con làm sao con cắt để cho nó có cùng chiều cao với cả cái tờ giấy kia cả. Con để bên cạnh cho con đo. Con cắt. Đấy, giống như Linda làm được rồi này. Có một cái gì bên cô thì hơi ngắn. Bây giờ con dùng cái tờ giấy đấy. Con dùng cái tờ giấy đấy con dán ở phía sau cái bức tranh của con. Để con dùng cái tờ giấy đấy con bôi hồ và con dán ở phía sau bức tranh. Để cái tờ giấy có tác dụng là nối giữa hai cái cạnh của bức tranh của con với nhau đấy. Để bức tranh của con có thể gấp thành hình vuông. Yeah, so you want it to be a square if you look down at it. Ủa vậy mình gấp ở mặt sau hay mặt trước thôi? Làm sao cho cái hình của con nó xoay ra ngoài là được. Cái hình vẽ của con nó phải xoay ra ngoài. Trời ơi, khó đây thầy. Linda làm được rồi này. Thầy ơi, thầy lỗi lại cho con không được thầy? Yes. Đó. Bây giờ cô Tiffany sẽ rewind the video, lùi lại cho con. So you're going to cut the top off first. We're going to save that and we're going to mark out how long we need the extra paper. And then we're going to cut it so it's shorter. Then glue it to the back of your background. Cô phải làm như thế nào thầy? Con dán được hai cạnh tờ giấy vào với nhau chưa? Con nên đo cái tờ giấy nó có đúng không thầy? Đấy, con nhìn cô Tiffany đo này. Nhưng mà đặt thầy hai cái này nó không bằng nhau, một cái to một cái dài thầy ơi, to một cái nhỏ. Con gặp đôi lại theo chiều dọc đấy, con gặp đôi tờ giấy lại. Ok. Cái đầu to là cái này, còn đầu nhỏ cái này. Không sao hết. It doesn't have to be even because it's just gonna go inside. No one's gonna see it. Nghĩa sao thầy? Nghĩa là cái tờ giấy đấy nó sẽ dán ở phía sau bức tranh của con nên là không ai nhìn thấy cái tờ giấy đấy đâu. Nên là con không cần lo. Gấp đôi này nữa hả thầy? Ừ, con gấp đôi như thế. Để con dán. Thầy ơi thầy. Yes, Minh Trang. Cái lúc con lỡ vẽ cái mặt trăng nó cao quá, đúng cái chỗ cắt luôn. Không, thế không sao hết. Coi như là mặt trăng của con nó ở bên ngoài bức tranh cũng không sao. Hoặc là con gấp lại một chút để cho không bị vào mặt trăng nữa. Con gấp cái đường ngang đấy một chút lại cũng được. Không, con sẽ cắt nó ở phía trên mặt trăng một xíu. Cô làm sao hay vậy? Cô không biết làm quá. Cô có thể tua lại được không? Yep, I'll rewind it. Con thì con lấy hồ con bôi vào cái tờ giấy con vừa gấp này. Ok. Phải treo hả thầy? Đúng. Xong con dán ở phía sau bức tranh của con một nửa tờ giấy. Thầy ơi. Đợi con nha thầy. Ok. Con đến phần nào rồi, Celine?
Con dán được chưa? Con dán được giống như Linda chưa? Linda đã làm xong rồi, bây giờ Linda lấy tờ giấy. Đây là tờ giấy hai con gấp gì ạ? Tờ giấy một con đã dán được thành hình giống như của bạn Linda chưa? Đó, Lucy cũng làm được rồi. Lucy ơi, con dán, con phải xoay cái mặt có hình ra ngoài, Lucy. Con gấp. The other way. Con gấp lại như thế. Yeah. Rồi. Bây giờ Linda lại lấy tờ giấy thứ hai, Linda vẽ các bạn. Linda. Đúng rồi, con gấp đi. Con... À không, lấy tờ giấy thứ hai hay tờ giấy thứ nhất của con. Con giơ tờ giấy thứ nhất của con cho thầy xem. Cho tờ giấy con vẽ hình lên nhé. Okay. Tờ giấy mà con vừa vẽ hình lên đó. Rồi. Không cần tô hình nền, không cần tô hình nền Đức Phúc. Đúng rồi, bây giờ Đức Phúc gấp lại cho cái tờ giấy con thành hình vuông đi. Đúng, con để cái hình ra ngoài, con để hình. Thầy ơi, thầy lùi lại cho con chút xíu không nhờ thầy? Cô sẽ lùi cho con. Ok, con xem lại này. Con dùng cái phần giấy thừa nhé, để con nối, kết nối lại hai cái cạnh của cái... Của... Ok. Con bôi hồ vào tất cả cái tờ giấy của con đi, cái tờ giấy nhỏ đấy. Ừ. Đúng. Linda, con làm xong rồi. Con đợi các bạn một chút. Con làm xong rồi. Còn cái tờ thử, con đợi các bạn một chút, Linda. Đúng, đúng rồi. Con gấp vuông lại. Không phải gấp vuông như thế mà gấp vuông thành một cái hình hộp đấy con. Con phải gấp lại thành một cái hình hộp. Không, không phải như thế. Con nhìn cô này, con gấp lại thành một cái hình hộp giống như bạn Lucy này. Yeah, đúng rồi. Con nhìn trên cái video của cô Tiffany này, Phúc này. Phúc nhìn thấy không? Cô gấp thành một cái hình hộp này. Thầy là bố con đang xem trận bóng đá cho con cho nghe, thế thầy nói gì ạ? Con có thể nghe cô Tiffany nói không? Thầy ơi, con làm giày nè. Yeah, Chin Si phải remove cái virtual background thì thầy mới nhìn được. Con phải tắt cái phần background của con đi. Tắt cái cây dừa của con đi. Con tắt cái cây dừa của con đi, thầy mới nhìn được cái hình của con. Ồ, con làm được rồi này, Chin Si làm được rồi này. Good job, Trinh. Good, Leo cũng làm được rồi này. Đó, Lucy cũng làm được rồi này. Good job, Lucy. Cherry làm được chưa? Con chưa gắn được hai cái hình này luôn á. Tô mặt nào thầy? Con dán phía sau bức tranh. Con dán ở phía sau bức tranh. Phía sau là này hả thầy? Đúng rồi, cái mặt mà không có hình đấy. Con dán ở phía sau cái bức tranh của con. Vậy con dán ở... Con dán đi, con dán tờ giấy hồ vào phía dưới cái tờ giấy có hình của con đi. Không hiểu là cái tờ này có tô không thầy? Không, tờ giấy đấy là để kết nối mà. Cái tờ đấy là để con kết nối hai cái cạnh với nhau. Đấy cạnh nào thầy? Cạnh này hay cạnh này thầy? Cạnh dọc đấy. Bọn con chọn bất kỳ một cái cạnh nào bên trái hoặc bên phải đều được. Rồi mình tô cái hồ là ở đây. Đúng. Đúng, con tô một nửa. Con tô vào một nửa, xong con dán vào phía dưới bức tranh. Còn nửa còn lại thì con sẽ dán vào cái cạnh bên kia. Wow, Celine. Đấy là của Celine hay là của Hành Vân? Good job, Celine. Celine ạ. Bây giờ con gấp lại đi. Con cắt cái phần trên đi, xong rồi con cắt cái đường ngang phần trên đi. Chị ấy không nói tiếng Việt ạ. Ok. Thế con English thôi. Ok. So you can cut off the line, the horizontal line. Celine, if you have scissors, you're gonna cut the top of the paper off. Thầy giống vậy hả thầy?
Đúng rồi, Minh Trang làm đúng rồi đấy. Ok. Should I play the, I'm gonna play the rest of the video. So after you finish folding, you're gonna go back to your second paper and we're gonna start drawing on that. Yes. So these are gonna be the panels and the curved part of your lantern. Đúng rồi đấy, Cherry, con dán như thế xong con dính cái cạnh còn lại vào cái tờ giấy đấy. Đúng rồi, đúng rồi, good job, good job. Mẹ con làm cho con ạ. Bây giờ sang tờ giấy thứ hai, các con vẽ hình một cái hình mà các con thích lên tờ giấy thứ hai nhé. Yeah, so you're gonna pick four things to draw and you're gonna draw them in the columns. Yeah. So I have my lantern here for an example. So I have like different drawings on my lantern. I also have this one. So I have, you could draw different things. Đúng rồi, Phương Anh. Cái tờ giấy thứ hai các con vẽ bốn bạn nhân vật hoặc là bốn hình mà con thích và bốn cái cột đấy. You can move forward a bit, Tiffany. I think you can move to the end part. Yeah. Không phải dính nổi vào nhau thầy. Con dán nhiều hồ vào con. Nổi hồng mới dính được luôn á thầy. Và Lucy đẹp rồi. Bây giờ Lucy lấy tờ giấy thứ hai, Lucy vẽ tiếp ý tưởng của Lucy giống như cô Tiffany này. Mẹ ơi. Con Cherry, thầy bảo này Cherry. Dạ. Ừ, thầy sẽ gửi lại. Con có biết mà cái keo mà của con nó không như con hỏi mẹ cái keo này nó bị khô chưa? Ok, thế bây giờ con thầy bảo con nhé Cherry. Con nhờ người con giúp mà vẽ hết cái này đâu thầy. Đúng rồi, bây giờ con nghe thầy nói này Cherry, bây giờ nhá, con không phải gấp gì nữa, con cứ để bên cạnh. Ok, con bây giờ con sang tờ giấy thứ hai đi. Ok, con sang tờ giấy thứ hai con vẽ cho thầy. Xong rồi cái gấp, phần gấp đấy thầy sẽ gửi video cho con là con sẽ xem video con gấp lại được. Ok. Bây giờ Cherry tiếp tục tờ giấy thứ hai đi. Con vẽ một cái bốn cái hình và bốn cái cột cho thầy. Đó. Con vẽ bốn hình mà con thích. Ok. Đó. Có thể vẽ ngay chỗ này không hả thầy? Để con bật camera. Ờ hả. Mình sẽ tô ở đây luôn hả thầy? Mình vẽ ngay cạnh này luôn. Con đừng vẽ lên cái cạnh mà con gấp nhé. Con vẽ ở giữa thôi. Nghĩa là mình vẽ ngay cái chỗ mà đường mà để gấp. Được, con vẽ. Đúng rồi, được, không sao hết. Con vẽ sát vào đấy cũng được. Còn cái phần dán thì thầy con xem lại cái video của thầy là con sẽ làm lại làm được. Con có thể... Thầy gửi con video thì con có thể xem đi xem lại được. Ok. Đó, con vẽ... Con vẽ bất kỳ cái hình mà con thích nhé. So you're gonna pick four drawings. For me, I drew a little girl sitting on a bunny. And she's riding the bunny, so it's a flying magical bunny. I drew a lotus flower, and then I drew a bunny riding a hot air balloon, and then I drew a cherry blossom tree. Oh, the trees like the new year, is it? Cherry blossom tree. I don't know. Maybe it is. Cherry blossom. Yeah.
Khi nào Linda vẽ xong, Linda lại giơ lên cho thầy. Dạ, yeah, Phương Anh đã làm xong rồi nè. Các con vẽ xong, các con cũng làm các cái bước như cái tờ giấy đầu tiên là chúng mình lại vẽ cái nét màu đen lên trên nhé. Dạ, yeah, Leo. Leo làm xong tờ giấy thứ hai rồi hả? Con đang ở đoạn nào rồi Tâm? Tâm bên Hải Lý, em Nhật Đan. Con đang dán kế... Kế... Can you rewrite the video? Con không cần vẽ y hệt như cô Tiffany nhé. You don't have to draw exactly like mine. Mine's just an example. You can decorate your own lantern however you want. Con thoải mái sáng tạo, Cherry ạ. Giống như Quỳnh Vân ấy, Quỳnh Vân sáng tạo ra bức tranh rất là đặc biệt. Cái tờ giấy thứ hai này các con có thể tô màu ở nhà sau nhé. Ok, các con, chúng mình sẽ gập nó thành cái đèn lồng trước, sau đấy các con có thể tô màu sau. Mỗi một ô chúng mình vẽ một hình là đẹp nhất đấy, Lucy ạ. Để tí nữa chúng mình sẽ cắt cắt các cái hình. So try to draw it inside the columns. So later when you cut it, you don't accidentally cut your drawing as well. Các con vẽ bên trong mỗi một hình, các con vẽ ở bên trong cái ô chữ nhật đó. Con vẽ xong rồi ạ. Tuyệt vời, con giơ lên cho thầy xem nào. Vẽ xong rồi nhưng mà con chưa tô xong ạ. Con không cần tô, con chưa cần tô màu đâu. Cái tờ thứ hai con có thể tô ngày con tô ở nhà cũng được rồi. Bây giờ con vẽ xong con tô nét đen cho thầy trước. Wow, good job, Khánh Vân. Ooh, very yeah. Colorful. Yeah, and the folk also. You did really amazing, Kevin. This is the second paper. Oh, that's the first one. So can you draw the second one? Đúng rồi đấy, rất là đẹp Cherry. Bây giờ con tô lại nét đen cho Cherry. Không sao. Nhanh nhất Cherry. Bây giờ con nhớ đến trung thu đi. Yeah, Lucy vẽ bánh. Thank you.
học tin. Không sao Lucy, Lucy đang làm tốt đấy. Con làm tiếp đi, con tô, khi mà con tô màu thì con tô cái nét của con nó sát lại với nhau một chút. Nó close. Thầy Duy, con ở nhà của thầy là gì vậy thầy? Con bảo gì Cherry? Tên ở nhà của thầy á, tên con là Cherry. Là tên ở nhà, còn tên của thầy ở nhà là tên gì thầy? Thầy chỉ có một tên thôi, thầy là Duy. Ở nhà thầy cũng là Duy. Vậy thầy có con chưa thầy? Thầy có hai bạn, một bạn 8 tuổi, một bạn 5 tuổi. Trời, một bạn bằng con, một bạn ít hơn con. Yes. Là thứ hai luôn á thầy. Ủa năm nay là học lớp 3 hả thầy? Đúng rồi con, bằng tuổi con đấy. Dạ đúng, con cũng năm nay mới học lớp 3. Mọi người cứ tưởng con cao là học lớp 4 năm chứ. Yes. Ok, bây giờ các con tô xong cái tờ thứ hai thì các con không cần tô màu cái tờ thứ hai nhé, chúng mình sẽ tô ở nhà. Ok. Bây giờ chúng mình vẽ xong cái nét của tờ thứ hai rồi. Thứ 1 giống y hệt tờ thứ 2 không ạ? Hay là tờ thứ 1, thứ 2 giống y hệt tờ thứ 1 ạ? Cái con vẽ hình thì con không cần vẽ y hệt nhau nhé. Hai tờ có hình khác nhau nhé. Nhưng mà tí nữa con tờ số 2 con sẽ phải cắt. Dạ. Con xem cô Tiffany cô cắt cái tờ thứ 2 như thế nào nhé. Đó, Linda đã xong rồi này. Ok. Looks really cute. You have good so many job, characters. Cái tờ số 2 này chúng mình sẽ cắt ở dưới, chúng mình cắt cái các cái đường đường thẳng lên phía trên đó, rồi cắt chạm vào đến cái đường ngang. Mình cắt từ dưới cùng mình cắt chạm lên trên cái đường ngang ở phía trên đó. Yeah, đúng rồi, con cắt từ dưới cùng, con cắt chạm lên trên cái đường ngang đấy thôi, con đừng cắt vượt qua cái đường ngang nhé. Bây giờ cô Tiffany sẽ cắt cho các con xem này. Cắt từ dưới cùng. So you're gonna cut from the bottom all the way to the top, but you're not gonna cut all the way through. So just stop cutting at the top part where you folded. Con như vậy có phải là mình tẩy nét bút chì không ạ? Con không cần phải tẩy nét bút chì đâu, con tẩy sau cũng được. Tí nữa con. Con không tẩy nét bút chì thì xấu lắm thầy ơi. Xong tí nữa con tẩy sau, bây giờ con cắt trước. Con cắt như cô đi. Mình sẽ tẩy sau con ạ. Đó, con cắt từ dưới cùng xong chạm đến cái đường gấp ngang cho thầy. Đó. Con cắt theo cái đường mà con gấp dọc đó. Nhưng mà khi mình chưa xong, Con không cần phải tô màu nhé. Con đấy đoạn nào? Con tô nét ra chưa? Con vẫn đang vẽ. À, ok. Không sao hết con. Con cắt ra như thế này không? Tí nữa con sẽ vẽ lên trên từng cái ô đấy. Từng cái ô cắt đó. Con vẽ trên này là có mặt trăng rồi nên con không cắt được ạ. Con cắt đi, con cắt. Thầy ơi. Yes, Phương Anh. Thầy gửi cái video này lên cái nhóm lớp của con luôn nhé thầy. Yeah, ok. Thầy thử con làm được rồi. Thầy ơi. Bây giờ con mới đòi xong á. Bây giờ con cắt đi. Con cắt tới nơi của cô. Nào, thầy? Bây giờ con nhìn thấy bốn cái đường không? Bốn cái đường gấp không? Con cắt từ dưới cùng con cắt. Bây giờ cô Tiffany quay lại con một chút này. Cái phần có phải là cắt riêng không ạ? Không, con đừng cắt rời, con đừng cắt rời ra, con chỉ cắt chạm đến cái phần cái đường kẻ
Không sao, con cần lỡ, con lỡ cắt rời ra thì con tìm cho con dán sau, không sao hết con ạ. Con chỉ cắt chạm đến cái đường nằm ngang thôi, đường gấp của con nhé, con đừng cắt rời ra. Con nhìn cô này, con nhìn cô cắt này. Làm sao đây thầy ơi, con lỡ làm mi mà lớn qua luôn rồi. Con bắt tôi đâu. Con nhìn cô đi, con phải xem cái hướng dẫn của cô, Cherry. Vậy chắc chắn rồi. Cái không cái sao. Cái của con luôn thầy. Con cắt đi. Thầy ơi thầy. Cái tại hai cái đó thẳng nhau. Wow, hành Linh có hình đẹp thế. Đó, Linda, con làm giống như bạn Linda làm này. Linda làm rất là đúng rồi này. Con cắt như đừng cắt rời. Rồi, bây giờ. Thầy, em làm cây chung với là con bị hai tờ hiêu và một tờ nó có hai cái cây không được ạ. Không giống cô Chapali ạ. À không sao Đức Phúc, con là con không sao hết, tí nữa con sẽ dán vào cái đèn lồng của con, không sao con ạ. Con lỡ cắt rời ra thì cũng không sao nhé. Bây giờ Cherry con cắt đi, con cắt như cô này, con cắt từ dưới cùng. Con cắt cái mặt trăm không ạ? Ừ, con cắt cho. Đó, con cắt từ dưới cùng này, con cắt chạm lên trên cái đường ngang đấy. Đường nào thấy? Đường ngang á, đường gấp ngang của con chỉ cắt chạm đến đấy thôi. So with the lines you folded, you're gonna cut that. So like Lucy did it, and then Linda also did it. Yeah. Thầy. Thầy ơi thầy, không được gì này ạ. Không sao Đức Phúc đợi một xíu nhé, để thầy, con nhìn, con có thể làm lại, con xem lại cái video xong con làm lại cũng được, không sao hết. Lần đầu thầy làm thầy cũng bị cắt nhầm như thế đấy, giống Đức Phúc đấy. Ok. Bây giờ Cherry nhá, con nhìn của cô Tiffany, con thấy cô cắt từ đâu? Con phải nhìn trên video của cô. Không phải cô, không phải cô cắt từ đấy đâu, cô cắt từ cái phía dưới đấy. Đúng rồi. Đó, con nhìn cho cô đi, con nhìn video của cô, con nhìn video của cô đi. Tại vì cái mắt con như là bị cận thầy. Ồ, con đang xem, ok. Con cắt ở dưới cùng này, con cắt chạm lên cái đường ngang ở phía trên. Con thấy chưa? Ok. Không sao nhé. Cut vertically. So you don't cut the bottom anymore, you just cut vertically. Thầy có vẻ con tô cái hình hai không ạ? Con tô, con sẽ tô ở nhà, ok. Chúng mình sẽ dán cái đèn lồng trước xong con tô sau. Bởi vì chúng mình sẽ không kịp thời gian để các con tô hết cả hai tờ giấy đó. Ok. Nhưng mà các con đã hiểu rồi đấy. Bạn Linda làm rất là tốt này. Linda. Bây giờ cô Tiffany sẽ dạy chỉ cho các con cách dính hai cái tờ giấy thứ nhất và tờ giấy thứ hai với nhau nhé. Xong Linda sẽ làm. Đúng rồi, wow, Lucy cũng đã làm được rồi này. Bây giờ Lucy dính đi, con dính. Ok, bây giờ cô Tiffany sẽ chỉ cho con xem này. You can continue, Tiffany. Okay, so you're gonna need some glue, and you're gonna put glue on the back of your second paper. So the one with all the drawings on the back, on the front. So the one with the four drawings, you're gonna turn that around, and you're gonna put glue on that. Con lật cái tờ giấy thứ hai, xong rồi con dán hồ ở phía sau này. Thầy ơi, con lỡ cắt nhầm cái khác rồi thầy. Không sao hết, Cherry. Không sao, Cherry. Thầy, cái đường gấp của con ở đây mà con cắt ở ngoài luôn, đi ngoài luôn á thầy. Con cắt ở bìa ngoài này thầy, mà không có bị đụng vào đây. Ừ, không sao con ạ, con cứ cắt đi. Sao con sẽ làm lại được mà, đúng không? Thầy gửi video cho con là con làm lại được. Lần đầu tiên thường thì... lần đầu tiên thầy làm thầy cũng bị sai như thế đấy. Xong rồi thầy làm lại lần hai thì lại được. Con dán, bây giờ con bôi hồ ở phía sau tờ giấy thứ hai ở phía trên á. Xong con dán. Con dán... Con cho thầy là trong vòng vuông này có mấy hót hả? Con bảo gì Đức Phúc?
Không hả? Thầy sẽ gửi lại cái video, cái bài hôm nay cho các con. Được Phúc ạ. Sau đấy con sẽ làm lại. Ok. Được một lần, tại vì mấy lần khác con phải học cái này, cái đó. Wow, Kenlin, you made a tree that has lights in it. Wow. Tí nữa Khánh Linh con có thể giơ cái cây này lên để chúng mình chụp hình với nhau. Wow, I love it. That's so creative. Thầy ơi. Yes. Qua cho mẹ Giselle nào. Con bảo gì Linda? Quay lại video cho em xem với. Quay lại cho em xem với. Bây giờ cô Tiffany quay lại video cho thầy em ơi. Này. Cho con Linda này. Không sao, Sherry con đó. Con nếu mà có cắt ra thành 5 phần là con bị sai mất rồi. Nên là con cứ để tạm đấy, Cherry ạ. Thầy sẽ gửi cái video để con. Bởi vì nếu mà con cắt 5 phần là con sẽ không dính được. Đúng rồi. Bây giờ con dán băng dính ở phía sau. Đó, xong con wrap. Con bọc lại cái đèn lồng của con. Con bọc bằng cái tờ đấy. Con dán mỗi một cạnh. Mỗi một ô là một. Đúng rồi, con dán khớp lại như thế. And you want this to also be a square, so you have to do that by wrapping it around the rectangle or the square we made before. Em làm đèn lồng con là đèn lồng con. Khánh Linh có nhiều đèn lồng hết. Trung thu Khánh Linh sẽ treo hết ở ngoài cửa nhé. Thầy Trung thu dịch thế này, Trung thu đi đâu? À ừ, con ở nhà thôi, con chỉ treo ở ngoài cửa thôi, cho đẹp. Mà con treo ở đâu đấy trong nhà, con tắt hết điện đi. Tiết kiệm điện, con chỉ để đèn Trung Thu thôi. Nhưng mà em chỉ có mỗi một cái đèn thôi thầy ạ. Thế em làm nhiều cái, nhưng mà em này em lại làm. Đúng rồi, Lucy làm rất, Lucy rất giỏi, Lucy đã làm được rồi này. Đó, xong Lucy cũng đẩy lên. Em học cái gì thế này ạ? Thế ha. Đúng rồi, Lucy. Đó. Xong cái phần dưới thì chúng mình cũng sẽ dán, chúng mình đẩy cái tờ giấy lên cho nó bằng nhau với cái tờ thứ hai nó bằng với cả cái tờ đầu tiên. Con đẩy nó lên, con dán ở cái mép dưới thì nó sẽ thành cái đường cong. Con nhìn so to create the bump, you're gonna put glue at the bottom. And you're gonna push it up and you stick it so that it's aligned with the bottom of your lantern. So in doing this, it will create a curve in your lantern. Không sao, cô sẽ gửi cho con cái video con làm lại. Con dán cái bức tranh bên tường được không ạ? Được con, wow, con rất là thông minh. Đức Phúc. Xong rồi con làm lại bức thứ hai, đúng không? Con xem lại video xong con làm lại bức thứ hai của con. Bởi vì con sẽ có kinh nghiệm rồi mà. Đó. Đúng rồi, Linda làm. Thế là mình có hai lớp cho cái đèn lồng. Một lớp bên ngoài thì nó là cong. Lucy cũng làm được rồi này. Leo cũng làm gần được rồi đấy. Yeah, wow. Bây giờ Linda xong thì Linda có thể cho cái thử cái đèn vào bên trong đấy. Hoặc là cái điện thoại của mẹ con đấy. Tí nữa Khánh Linh giơ hết đèn lồng của con lên nhé. Con có cả đèn đồng unicorn nữa mà. You guys are doing really good. Bên này thứ hai phải glue như nào ạ? Con glue ở dưới cho thầy cái mặt phía dưới này. Con nhìn cô là cô sẽ wrap
you can speak English to explain to Kevin's definition. Okay, so you're gonna put glue on the top first. So I'll rewind the video for you. Con dán ở mặt trên và mặt dưới, cái phần đường ngang trên và phía đường ngang dưới. Yeah, so you put glue at the top first, and then you're gonna wrap it around the first rectangle that you made, or the first square that you made. And then at the bottom, to make the curve on your lantern, you're gonna put glue at the bottom of your the curve part, and you're gonna push it up and then stick it so that it's aligned with the bottom. Mm-hmm. So you can watch the video, that will be better. Con dán ở phần trên, sau đấy con sẽ bọc cái đèn lồng, cái đèn lồng đầu tiên. Đó, Linda đã xong rồi, tuyệt vời Linda. If you guys have string, you guys can tape it to the inside of your lantern so you can hold it. Or you can use paper and create something to hold it to. Wow, Linda đã có cái dây để chúng mình để làm cái tay cầm rồi. Con dán. Good job, Khánh Linh. Con biết tay là cái mảnh vụn ở tờ giấy 1 để làm gì ạ? Cái đấy là để con dán, con nối cái đèn lồng của con đấy. Con khi mà con gấp cái đèn lồng thì con dùng cái tờ giấy đấy để con dính hai cạnh của đèn lồng với nhau. Linda so happy. Của Leo cũng xong rồi này, Leo đã làm được rồi này. Leo giơ lên gần cho thầy xem. Không, thầy là có vẻ là mình làm hai đèn lồng không ạ? Mình làm một cái đèn lồng nhưng có hai lớp đấy, lớp bên trong kẻ là cái lớp cái tờ là tờ giấy đầu tiên con vẽ. Còn bây giờ là con thì thầy không sao, con sẽ làm lại cái tờ thứ hai. Thầy em còn nhiều background của con thầy ạ. Thì mình có thể làm cái tờ thứ hai lại đúng không thầy? Đúng rồi, con thể làm tờ thứ hai lại mà, đúng không? Thầy sẽ gửi con video xong con làm lại cái tờ thứ hai là ok. Bây giờ các con, sau khi các con dán xong, Khánh Vân, when you're done sticking, we can take the photo together. Hay là con làm một cái đèn lồng có đầy bánh đi, Khánh Linh. Anh bảo em làm với thầy nha. Wow, Linda xong Linda có thể ở nhà Linda làm thêm cái đèn lồng nữa với nhiều hình khác. Linda tặng mẹ một cái, Linda lấy một cái. Thấy thầy. Yeah. Thầy khỏi gửi cái video cũng được, con chụp hình lại rồi. Ờ đúng rồi, con rất là thông minh. Nhưng cả con hiểu được rồi đúng không? Dạ. Yeah. Xong bây giờ các con sẽ giơ ví dụ như Phúc mà chưa bị hỏng mất cái tờ thứ hai thì con cứ giơ tờ thứ nhất lên, cái đèn lồng thứ nhất lên để chúng mình chụp hình nhé. Đúng rồi. Đáng gì tờ thứ nhất nữa thầy ơi. Nhưng mà hình như cái tờ thứ nhất của Phúc ấy, Phúc dán, Phúc phải Phúc phải để cho cái hình vẽ nó xoay ra ngoài, Phúc lại để hình vẽ xoay vào trong nên là không nhìn được cái hình vẽ của con đó. Không ạ. Khánh Vân, you have so many lanterns. Khánh Vân, con dán được cái phần dưới đi. Con dán phần dưới, con cho nó bằng với cả cái mép để cho nó thành đường cong đó. Đó, con dán ở dưới đấy xong con push nó up a bit. Tôi dán cái hình số 1 luôn đó thầy. Yeah. Thầy là con làm hỏng hết mọi chuyện vậy ạ. Không sao ấy. Thầy nên thầy gửi cho con cái video đó thầy. Ok, chắc chắn rồi, thầy sẽ gửi cho con để chúng mình cùng làm lại với nhau. Rồi, con đợi một xíu để cho đưa các con dơ lên đi. Chúng mình dơ lên đi, ok. Các con dơ lên trên cái
cái, wow, Lucy có cả cái tay cầm rồi này. Minh Trang làm gần xong rồi. Thầy sẽ gửi cái video cho Minh Trang để Minh Trang tiếp tục làm nhé. Bây giờ chúng mình giơ lên trên cái camera xong chúng mình chụp hình với nhau. You guys did really good today. Con giơ cái đèn lồng một cái tờ giấy một của con cũng được, Cherry. Ok. Bây giờ thầy đếm 1, 2, 3. Hôm nay chúng mình sẽ gọi ai nhỉ? It's okay, Quỳnh Vân. Thầy sẽ gửi cho các con cái video, xong rồi các con sẽ xem lại cái video để chúng mình hoàn thiện nốt cái phần thứ hai. Ok, cái phần mà wow, Minh Trang có các bạn, Minh Trang có hình vẽ đẹp không này? Phần thứ hai là phần dán đấy. Đó, wow, thầy rất thích bản cấu trúc của Minh Trang. Minh Trang rất là sáng tạo. Minh Trang cắt bạn ấy ra xong dán vào này. Bây giờ con dơ lên, con dơ lên trên camera giống như Lucy nhá, với cả Khánh Linh. Như này được không ạ? Được, con dơ như thế, đúng rồi đấy, con dán như thế là đúng. Ok, bây giờ thầy xong rồi, thầy đếm 1, 2, 3, chúng mình gọi Cherry nhá. Thầy đếm 1, 2, 3 and we say Cherry, ok. Bây giờ thầy chụp cái hình, con dơ hình của con đi Quỳnh Vân. Con có thể hoàn thiện sau cũng được. Ok. Thầy đếm 1, 2, 3 nhá. Ok. Wow, Nhật Đan làm rất là đẹp, trời ơi. Nhật Đan vẽ đẹp quá. Ok. 1, 2. Ok, 1, 2. Tree, cherry. Cherry. Các con, thầy sẽ gửi cho các con cái video để các con làm. Đấy, Phương Anh cũng làm được rồi này. Minh Trang làm gần được rồi. Thầy rất thích cái Minh Trang sáng tạo, Minh Trang vẽ các bạn nhân vật. Xong rồi Minh Trang dán vào. Oh, con dùng stapler. Ok. Bây giờ các con dọn màu của con xong rồi mai các con làm tiếp nhé. Với các bạn ở Việt Nam thì muộn rồi nên là các con phải đi ngủ sớm. Ok. Thầy sẽ gửi cho Phúc cái video. Và các bạn. Good job Celine and Khánh Vân. Hẹn gặp lại các con tuần tới nha. Bye bye. Không sao, tuần tới thì thầy sẽ gửi video cho thầy cho con. Ba Nhật Đan and Đức Phúc. Các con ngủ ngon. Bye Leo. Thay buổi sáng mà. Bye bye Thiên Đần. Bye Lucy. Cô chào thầy. Bye các con. Bye bye. Thank you.